Hello, xin chào anh em, quay trở lại với Mạnh Bảo Vlog nhé. Bữa nay mình sẽ hướng dẫn cho em cách mở cái khuyên bảo vệ ảnh avatar Facebook anh em nhé. Rồi, anh em có thể nhấp vô xem nhé. Nhấp vô xem này. Đây. Anh em thấy không? Thấy khuyên màu xanh xanh đâu? Đó. À, ví dụ anh em muốn bán hàng online hoặc là anh em muốn bảo vệ cái hình ảnh avatar của mình để không cho bị người ta lấy để nhái anh em nha. Đó thì anh em có thể bật cái khuyên bảo vệ ảnh avatar của anh em như thế này ha. Rồi anh em sẽ làm theo mình nhá. Rồi đầu tiên anh em lên set play á. Đây mình đang hướng dẫn trên Android anh em nhá. Anh em nào đang sử dụng iPhone anh em có thể làm theo hướng dẫn của mình nha. Anh em lên iPhone anh em lên Apple Store nha. Còn Android thì anh em lên Set Play cho mình. Rồi anh em tải cho mình cái phần Wiki ha. Wiki Browser ha. Đây. Anh em tải cho mình cái phần mềm như thế này. Đó. Anh em tải đúng nhá. Rồi anh em tải xong thì anh em sẽ mở lên cho mình nhá. Rồi sau khi anh em mở lên thì đây là cái giao diện chính nha. Ok, đây là giao diện chính của cái Wiki Browser đó. Thì anh em có thể tìm ở trên này, anh em tìm cho mình cái anh em đăng nhập cho mình cái Facebook anh em muốn làm nha. Rồi bây giờ mình sẽ bấm vào đây, mình sẽ đăng nhập vào tài khoản của mình nha. Và đây mình sử dụng cái tài khoản clone phải của tài khoản rác anh nhá. Để mình hướng dẫn cho anh em cách làm nha. Rồi ở đây khi anh em mở lên thì nó sẽ không có cái khuyên bảo vệ nhá. Rồi anh em có thể là vô vào cái ứng dụng Facebook cũng được. Rồi anh em vô ứng dụng Facebook còn cho mình cũng được. Đây khi anh em cái Facebook ứng dụng Facebook của anh em thì đây là cái ảnh đại diện này đó. Anh em bấm vô một cái này, rồi anh em bấm xem ảnh đại diện nha. Đây hiện tại bây giờ cái Facebook này là của mình là chưa có khuyên nha. Chưa có khuyên bảo vệ cái avatar. Rồi ok, bây giờ mình sẽ hướng dẫn ở trên góc phải màn hình nhá. Đây anh em làm theo hướng dẫn của mình nhá. Rồi anh em bấm vô một cái này. Anh em sẽ thấy là tiện ích mở rộng nhá. Rồi sau khi anh em thấy cái phần tiện ích mở rộng thì anh em sẽ ấn vô phần Google. Anh em nhớ làm theo hướng dẫn của mình để anh em có thể mở được khuyên bảo vệ avatar của mình nhá. Rồi anh em sẽ bấm vô một cái. Rồi nó sẽ dẫn chúng ta tới một cái trang web như thế này. Anh em sẽ tìm cho mình cái trang. Rồi đây, cửa hàng trực tuyến Chrome này. Anh em bấm vô. Rồi sau khi anh em bấm vô thì nó sẽ có giao diện như thế này nha. Rồi mình sẽ phóng to cho anh em xem. Đây anh em sẽ vô cái phần này cho mình, cái phần tìm kiếm trong ứng dụng nha, tìm kiếm trong cửa hàng. Rồi sau đó anh em sẽ viết cho mình cái cụm từ là multi play tool ở Facebook nha, y chang như vậy nha anh em nha. Rồi sau khi anh em bấm vô, anh em tìm kiếm, anh em bấm cái từ khóa như này, rồi anh em sẽ ấn tìm kiếm cho mình nha. Rồi sau khi anh em ấn tìm kiếm xong á thì nó sẽ ra một cái tiện ích như thế này. Rồi cái hình đại diện là một cái calle anh em nhá, một cái calle như thế này. Rồi anh em sẽ lướt qua cho mình nhá. Anh em sẽ kéo qua cho mình này. Rồi sau đó anh em sẽ ấn vô thêm vào Chrome nhá. Anh em nhớ cái ảnh đại diện là cái
cài cà lê ra nha. Rồi anh em sẽ ấn thêm vào Chrome. Rồi anh em sẽ ấn vô, ok. Rồi anh em chờ trả tải xuống xong ha. Rồi sau khi anh em tải xuống xong thì nó sẽ tự mở nha. Rồi anh em sẽ bấm vô. Rồi chờ lót chút xíu anh em. Rồi anh em sẽ bấm vô cái dấu cái số 3 này đó. Rồi anh em sẽ tắt cái này đi, mình sẽ tắt cái này luôn. Rồi anh em sẽ vô cái này, cái dấu 3 chấm tiếp nha. Anh em sẽ vô dấu 3 chấm tiếp, anh em kéo xuống cuối cùng luôn. Anh em sẽ thấy cái là mục multiple tone of Facebook nha. Anh em sẽ bấm vô nha. Rồi sau khi anh em bấm vô rồi á thì anh em sẽ thấy cái dấu x như thế này nha. Cái dấu x trang này. Đây này. Anh em thấy con chuột mình không? Anh em sẽ bấm vào đây nha để tắt đi nha. Rồi anh em sẽ kéo xuống cho mình. Anh em thấy cái tone không? Thấy chữ tone này. Nó có chữ sổ xuống nha. Nó thấy cái, anh em thấy cái hình tam giác sổ xuống không? Rồi anh em sẽ bấm vô cho mình. Rồi anh em sẽ kéo xuống. Rồi anh em sẽ thấy là profile picture Google này. Anh em thấy không? Mình không giỏi tiếng Anh nhưng mình sẽ là mình đọc như vậy nha. Anh em thấy chưa? Anh em bấm vô thì anh em sẽ thấy profile picture Google. Rồi anh em sẽ bấm vô cho mình nha. Rồi sau khi anh em bấm vô thì nó sẽ hiện như thế này nha. Đây. Rồi anh em sẽ bấm vô vô cái mục này nha. Rồi anh em kéo xuống, anh em sẽ bấm thêm mục này. Rồi ok. Nên đây là giống như là mình thử dịch cho coi. Dịch là khiên kích hoạt ảnh đại diện Facebook của bạn đã được bảo vệ đó. Rồi anh em sẽ ấn ok như mình nha. Rồi sau khi anh em ấn ok thì anh em sẽ trở về lại trang như mình nha. Rồi ở đây anh em sẽ load lại trang như mình. Đấy anh em thấy chưa, khiên bảo vệ nó đã có trên ảnh avatar của mình này đó. Anh em muốn xem cái khiên của mình á, anh em sẽ vô cái Facebook của nha, Facebook của anh em á. Anh em sẽ vô Facebook bằng dùng nha. Rồi ở đây anh em sẽ load lại nha. Đó đây, anh em sẽ thấy cái khiên được kích hoạt lên rồi đó. Anh em bấm vô xem ảnh đại diện này. Đây anh em thấy khiên màu xanh không? Rồi nếu anh em muốn tắt cái khiên, thì anh em bấm vô cái hình đại diện này. Rồi anh em sẽ bấm vô cái phần tắt khiên, tắt bảo vệ ảnh đại diện này. Đó. Rồi anh em sẽ ấn vô là có, là anh em sẽ tắt tính năng bảo vệ. Anh em sẽ tắt cái khiên bảo vệ ảnh avatar của anh em nha. Rồi. Ok, bây giờ mình sẽ không tắt, bởi vì mình sẽ hủy nha. Rồi. Thì video của mình tới đây cũng cả kết thúc rồi. Anh em thấy hay thì anh em like, chia sẻ, đăng ký kênh ủng hộ Mạnh Bảo Channel nha. Rồi thì anh em những video sau á, anh em muốn mình ra những video gì anh em cứ việc comment để dưới phim bình luận cho mình nhé. Đây là video, cũng là video đầu tiên của mình, mong anh em có gì sai sót anh em có thể thông cảm cho mình nha.